Cũng đã lâu lắm rồi thì hôm nay mình mới lại mua được một mẻ chuối sáp mà lúc đầu tưởng không ngon nhưng sau hóa ra thì lại ngon không tưởng mọi người ạ. Tính ra thì cũng phải khoảng từ 2 năm nay rồi thì mình mới lại mua lại chuối sáp để ăn. Đây là mấy nải chuối sáp mà lúc đầu nhận được mình còn đang nghĩ bụng là cái mã của nó xấu quá, không biết ăn thì có ra gì không đây. Quả thì lại còn rất là bé mà nhìn ở đằng dưới thì như có vẻ là chín quá rồi. Vậy là mình cứ đinh ninh là rồi xong mua dính loại chuối không ngon rồi. Nhưng mà dù sao cũng đã chót mua thì cứ luộc lên xem, nếu như mà nó ngon thì ăn nhiều mà không ngon thì ăn ít. Như là cái nải chuối này thì mình thấy là nó đã chín vàng quá rồi. À, chuối sáp thì lại không giống như là chuối ta, có thể ăn sống luôn được. Nếu như mà có thể ăn được luôn thì mình cũng đã vặt luôn một quả để ăn thử rồi. Đấy, cắt ra một cái thì lại càng thấy cái quả sao mà nó bé thế. Lần trước thì mình cũng đã từng ăn chuối sáp rồi và lần đấy thì cái quả chuối của nó rất to và cái mã thì lại rất là đẹp nữa, không hề giống như là đợt chuối sáp lần này mình mua. Nhưng mà vẻ ngoài quan trọng đến thế sao? Trường hợp lần này của mình thì đúng với câu nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn nha. Sau đó mình có lên mạng search thì mới biết là khi mà chọn chuối sáp thì vẫn nên chọn những quả nhỏ, nó sẽ ngon hơn là những quả to. À, chuối sáp thì cũng có hai loại, đó là chuối sáp nghệ và chuối sáp trắng. Nếu như là chuối sáp nghệ thì bên trong của nó sẽ có màu vàng ươm như là nghệ vậy. Chuối này mình mua thì bên ngoài có rất là nhiều tạp chất và bụi bẩn nên là trước khi luộc sẽ phải rửa thật sạch. Mình rửa khoảng đâu đó 2-3 nước là đã sạch rồi. Mình mua tất cả là 3 ký chuối sáp với giá là 100.000 đồng, tính ra là hơn 30.000 đồng trên một ký, đắt hơn chuối ta rất nhiều. Nhưng mà về giá trị dinh dưỡng và công dụng thì nó có nhiều công dụng hơn chuối ta. Tiếp theo đến phần luộc chuối thì sau 2 lần tự luộc chuối sáp thì mình đã có một chút kinh nghiệm như thế này. Nếu như mà mọi người search chị Google thì cách luộc sẽ là từ 30 đến 35 phút tùy vào từng loại chuối to hay nhỏ. Cũng bởi vì lần trước mà cũng là lần đầu luộc chuối sáp thì mình đã làm theo một cách quá là máy móc, cứ phải luộc đúng 30 đến 35 phút như chị Google nói. Và vì thế nên là lần đó chuối của mình nó đã bị nát quá do là mình luộc quá lâu. Còn lần này sau khi mà đã có được chút kinh nghiệm thì mình sẽ căn đến lúc mà thấy chuối nứt vỏ. Sau đó thì chỉ cần luộc thêm từ 3 đến 5 phút nữa là có thể tắt bếp rồi. Luộc như vậy thì chuối nó sẽ không bị chín vì nát quá và khi ăn thì nó vẫn có cái độ giòn dần dần. Chuối sáp thì vẫn có quan niệm là cứ phải luộc lâu lâu mới chín, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì mình chỉ luộc trong 10 cho đến 15 phút là đã chín rồi. Lúc này là mình đang lật những quả chuối lên để kiểm tra thì thấy quả nào cũng đã nứt hết. Vậy là mình chỉ căn thời gian khoảng từ 3 đến 5 phút nữa là mình sẽ tắt bếp thôi. Sau khi vớt chuối ra thì mình sẽ ngâm ngay vào trong chậu nước lạnh. Cho chuối nguội bớt thì mình sẽ để vào trong tủ lạnh để ăn cho mát, hoặc là có thể để ăn nóng cũng vẫn ngon. Đến cái khúc này thì mới là khúc đã nhất này mọi người. Chuối sáp này thì đúng chuẩn là chuối sáp nghệ rồi, nhìn cái màu của nó kìa. Ngon lắm. Ăn nó ngọt lắm luôn mọi người ơi. Rang cái chuối mà không để tủ lạnh, đó bây giờ nó vẫn còn hơi hơi có cái độ ấm. Bên trong cái màu của nó vàng đẹp. Ngọt, nó vẫn ngọt như thế. Cái độ ngọt của nó là ngang nhau. Nhưng mà ăn cái chuối để lạnh thì nó có cái độ giòn dần dần. Đó, nói chung là 10 điểm không có nhưng. Chuối để lạnh thì ăn cũng ngon mà chuối ăn lúc nóng nóng cũng ngon. Bên trong của nó thì có mật ăn rất là ngọt mà nó lại còn dẻo dẻo giòn giòn, ăn cuốn lắm luôn. Chỗ còn lại thì mình sẽ để trong tủ lạnh và ăn trong 1-2 ngày tới là cũng hết.